Rồi. Đấy các bác này, nhìn này, các muối này khít ở đấy là lên tay rồi đó. Biết căn chỉnh vuông rồi đấy. Nên. Hello, chào các bác nhá. Bây giờ là buổi chiều. Hôm nay là ngày thứ 3 đi học nghề mộc. Tí nữa đang chờ sư phụ chỉ cho hôm nay sẽ thực hiện công việc ra gỗ các bạn. Mai mai mà nhận được cái trần này cho đi bắn trần. Trần. Đấy, khít rồi. Rồi. Đấy các bác này, nhìn này, các muối này khít ở đấy là lên tay rồi đó. Biết căn chỉnh vuông rồi đấy. Nên. Rồi bắn đi vào. Bắn đi. Bắn bên đây. Bên đây là phải bắn vô đây, không phải giật bên trái lại. Thế là đầu đích đây là 7 phân này nha, lần lòng 7. Ừ, đây này đo là phải nhìn cái răng này này, cái răng này anh có cái răng ra răng vô này, cái này là ra này, cái này là vô này. Đúng không? Mình đóng cửa đây là mình phải đo cái răng là, răng vô này, đúng không? Ở như đích 7 phân nhá. Đích 7 phân, ở trên này cỡ tầm khoảng 7 phân 1. Ừ. Sao vậy thế? Để cho gỗ gỗ ăn thở. Gỗ mình dọc cho nó thoáng thoáng nó đi ra được đúng không? Đúng rồi. Trên là 7 phân 1 đo chưa anh? Kẹp vào nhá. Kẹp vào. Đứt tiên này, bào này, lắm coi sạch này anh có thẳng hay không này. Đấy, như thế là mua thẳng hay gì? Bào mới thẳng này. Nhìn nhá, con vuông cái cây này. Bào là phải bào thẳng này, con vuông cái cây như này. Nếu như mà mắt mà nhìn tay mà không lấy được thì lấy cái thước kẹp kia đặt lên trên đây coi là anh vuông chưa. Đây, bỏ vô đấy. Rồi, tiếp tục bào cái này. Như thế là đây là cái đường này anh cong nha. Đây cong này. Bào luôn ngay cái đoạn cong này trước luôn, đặt xuống bào ngay cái đoạn cong này luôn. Đặt tay kia. Đó, nhìn cái chỗ đoạn nào cong thì bào trước luôn. Cái này nó cũng khá thẳng. Ngoài ra luôn. Còn nếu như mà không tiết kiệm gỗ thì lấy thẳng lên đi, đúng không? Nếu mà lấy cái gỗ này vạch ngay thì chỉ là đấy.
đây. Tầm ở dưới này. Đấy. Đây. Mình lái theo cái mực của mình nha. Cứ đẩy đi thôi. Đừng có đẩy đi. Đẩy đẩy đích đây này. Rồi bao thẳng đi bỏ con đồng.